Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu M41 XM Winner. Cái khẩu này thì nó ra từ cái hồi mà update CM mới gần đây đấy. Nhưng mà mình không có cơ hội để trải nghiệm. Mà nói thẳng luôn là hồi đấy đéo có tiền để hiến máu. Thế là đành phải chịu thôi. Thì bây giờ mình có cơ hội được cầm trên tay cũng rồi. Chị ta ơi, bình tĩnh thôi. Mình biết là mình đẹp trai. Nhưng bạn cũng không cần chồn chồn như thế. Bình tĩnh. Từ từ xem nào. Lại đây, mình sẽ cho bạn lên TV. Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà quàng phải đao. Một bé nằm xuống rồi, đó là tên top gì gì đấy. Mình không hiểu tiếng khựa nên là chịu luôn. Nếu mà hiểu thì hay rồi. Cứ vào chị Google Translate, chị ấy toàn dẫn dắt mình đi từ câu chuyện này đến câu chuyện khác. Những câu chuyện cực kỳ là ảo tưởng sức mạnh. Rồi, nói chung là dịch ra là mình méo hiểu tiếng tiếng gì luôn ấy. Bình tĩnh, sổ cào xa thế hả bạn? Chắc mình sẽ biến luôn này. Nếu không thì lại anh em lại chửi sấp mặt lờ. Bảo sao cái có hero lại không biến. Rồi, đúng rồi. Cái gì đấy? Lang lòi, tổ tổ dòng rồi, lại đây. Tao sợ mày quá, tao sợ mày quá cơ. Tao lại sợ chúng mày quá cơ. Cái định mệnh. Không hiểu cái lỗ đấy nó chứa cái gì mà nó hút ngược mình vào trong đấy. Chứ pha đấy mà parkour qua cái đoạn đường kia là mình đã thoát rồi. Chắc chắn đấy là hố đen vũ trụ ấy. Anh em đi qua đấy thì cần phải thắp hương khói cẩn thận nha. Chứ không lại nó hút vào đấy thì chỉ có sấp mạc. Rồi, trận này chúng ta sẽ cùng kiếm nhiều nhiều cận chiến một tí nha. Rồi anh chờ này. Mới vào chưa kịp định hình xung quanh có cái gì mà nó vả vào mặt một cảnh tượng không muốn nhìn. Mèo tôi lại AFK này. Đã thế rồi, thằng đi theo sau ấy, cận chiến. Rồi đã thế còn rụt rè như gái 18. Trời ơi, bây giờ mới lộ cái bản mặt của bạn ấy rồi. Đấy, này thì gái 18. Gái này phải gọi là 30, 40 rồi. 18 ít cái quần què gì nữa. Đây rồi, hay lắm. Đứng đây có phải là hay không? Đấy, một mình một đao. Có hai phát là đi thôi à. Tuyệt vời. Thiên nhiên có tên là mẹ biết tên gì luôn, nó đặt toàn ký tự. Ủa, gì đấy? Vãi thật rồi. Thanh niên nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây. Mệt không bạn ơi, mệt không? Nhảy có mệt không? Để mình tiến bạn lên tivi bớt nhảy nhá. Lên tivi nhìn không phải nhảy. Làm gì cho nó mệt người. Ơ ảo lôi. Một phát không chết. Ok. Thì phát tiếp theo bạn phải nằm xuống thôi. Cái số phận bạn thì nó là thế rồi. Đi luôn này. Quằn quại làm cái gì cho nó mệt người. Đây thằng tiếp theo cũng rồi. Bựa vãi cả hàng. Bựa vãi cả hàng. Naruto này. Bây giờ bạn có phân thân chi thuật ra 100 người thì mình vẫn biết bạn là cái thằng đấy thôi. Đấy, mình nãy mình là vừa trả thù cho bạn thì bây giờ bạn nên đền ơn đáp nghĩa bằng một phát cận chiến. Đấy, tuy nhiên đấy là rất là tốt, đứng cho mình cận chiến cơ. Ảo lòi. Ui cái gì ấy? Nó phóng là cái gì mà toàn lửa không à? Ghê quá đi à? Bình tĩnh, bình tĩnh. Có thêm một thằng vào. Úi dồi. Nó bắn cái gì đấy kia? Từ từ bạn ơi. Úi dồi. Khám tiếp à rồi. Một pha mà mình cứ tưởng mình sẽ mút thêm được nhiều cận chiến. Thế mẹ là nó hồi phình xin phía sau. Úi dồi. Sao đây giống giống bài phía ba nhỉ? Úi dồi. Bằng cái khẩu phun lửa kìa. VL. Bắn như kiểu zombie V3 ấy. Rồi ghê thế. Tổm thật nó đẩy zombie như nó lùa như lùa vịt. Này thì đẩy này. Đẩy đẩy đẩy. Dầu nhất đây. Đây là zombie V3 nhá. Thôi, chơi cầm cái khẩu đấy cực kỳ khám lọ. Mình chưa được cầm trên tay khẩu đó bao giờ. Nhìn lần đầu tiên được thấy và được bị bắn đến như thế. Khiếp thật. Nó đẩy như kiểu là chơi zombie V3. Mình đang thắc mắc mà. Mình chơi zombie V4 mà. Đùa. Ghê thật. Tao sợ chúng mày quá đấy. Rồi thùng hàng thất thủ nào. Mình cần ở đây là thùng hàng thất thủ. Mà không được rồi. Bọn này nó cầm thẩm cái khẩu kia. Nó thẩm du kinh quá. Một thằng thì bắn cái khẩu kia nó đẩy. Thằng khác thì nó bắn những cái khẩu khác thì nó sấy. Mệnh. Hai cái loại đấy mà kết hợp với nhau thì chỉ có là zombie nát thôi. Úi dồi, gì đấy bạn ơi. Lừa tiền nhà. Lừa mình không được đâu. Lừa thằng khác chứ mình cái dạng bị lừa tiền nhiều quá rồi. Cái đấy người ta phải gọi là thấm vào máu.
Anh Tơ ấy thể hiện cái thái độ lồi lõm với mình. Bảo sao anh ấy không nằm xuống. Lại đây, úi dồi, yêu lắm cơ. Đây xem nào. Ôi, cái điện máy. Cái gì đấy? Thằng nào vừa hút cái cô tách bảo vệ của mình đấy. Xin lỗi các bạn nha, mình sẽ gọi nó bằng là bác khăn giấy bảo vệ. Này thì lách này. Lách đi đâu hả cưng ơi? Cưng phải nằm xuống thôi. Nhưng mà không, pha đấy không cợ chiến rồi vì hơi tiếc. Úi dồi, nó lại lì lợm. Đã thể hiện cái thái độ lồi lõm rồi. Bây giờ chơi lồi lì lợm nó mới ghê. Này thì xoay lưng lại. Thì mèo là xoay lưng lại cho mình sấy thế này. Đam kiểu này thì mình cảm giác là hơi yếu. Không hiểu tại sao. Tuy là đam trăm mấy đấy, nhưng mình bắn ra bay. Biết tại sao lại đam yếu thế này. Này thì nguy hiểm này. Cứ tưởng là lừa người cơ. Bị người lừa lại. Bạn thấy có vui không ạ? Rồi, giờ bay đâu hết rồi. Chưa giờ bay thế này. Trời ơi. Chắc là những clip sau mình sẽ cắt ghép nhiều hơn. Thế mèo toàn những trận sau lại giờ bay nó rất là ít. Và chơi nó là chán. Cảm giác là không muốn bình luận luôn. Chắc là mình sẽ những trận sau rồi. Chắc là mình sẽ ấy lại. Mình sẽ edit lại clip. Rồi, này thì cái gì đấy. Lượng vào mồm không ăn được. Đen thế hả rồi. Những clip sau thì mình sẽ cắt ghép và anh em thì đừng có hiểu lầm là chơi của drop mà cắt ghép nha. Thì mình làm clip thì mình toàn làm cả trận chứ có phải là làm cắt ghép đâu. Trừ phi mà bị chủ hạt hay là gì gì đấy vào quấy rối thì mình mới cắt thôi. Chứ còn bình thường thì mình cân tất và cân cả đất xung quanh. Đấy. Toàn làm full trận chứ có bao giờ làm nửa trận đâu. Mà bây giờ càng chơi càng khắm. Mà cái đoạn sau thì nó dở quá anh em không xem. Thế là phải mình phải cắt ghép thôi. Rồi từ đoạn sau thì mình bắt đầu sẽ cắt đi. Chứ chơi như này thì không được. Bình tĩnh bình tĩnh. Cắt thì anh em lại bảo không tôn trọng người xem. Mà anh em có xem thấy cái đoạn đấy mà anh em không thấy zombie nữa thì anh em cũng tắt clip luôn. Thế mẹ nào anh em có tôn trọng mình đâu mà lại bảo anh em có xem clip mình đâu mà anh em có xem hết đâu mà bảo mình không tôn trọng người xem. Cơ bản là anh em phải xem hết cơ. Vì đấy. Cái gì đấy? Đâu thấy cái mặt mình nó biết độ đẹp dài rồi. Ok mình biết. I'm fine. À hi hi. Nếu mà hai mạng kia không ăn được cận chiến đến thế. Rồi ba con hero mà nó chặt chết hai con luôn rồi. Ghê thế nhở? Liêm nốt, liêm nốt. À hi hi, bạn đã nằm xuống rồi. Phải đây, chắc chắn là mình phải biến hero để kiếm thêm nhiều nhiều kill thôi. Mà còn tận 1 phút kìa. Hơn 1 phút luôn. Bị mệnh, trận này biến hero sớm thì hơi bị tiếc. Để mình kiếm thêm ít cận chiến nha. Phải đây nào. Ôi, yếu thế này. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Trời ơi. Cái đốt biến, VL. Cái mặt thằng Tơ nó chỉnh ình ra thế kia. Biến không kịp. Mệnh. Ôi. Tiếc thế. Pha đấy cứ sờ vào cái nút hero mà sao lại không biến được nhỉ. Ảo lòi thật. Chắc là mình đang di chuyển nên không ấn được. Anh em nhìn thấy cái mặt mình anh em biết rồi. Mặt nước lên trời mà tay thì sờ vào cái nút hero mà lại không được. Rồi trận này lại làm con bài. Đến thế không sao. Tao giờ chúng mày quá. Trời ơi cầm lục bá tước. Ôi rồi. Trời ơi. Cảm giác là zombie V3 rồi. Chắc mình sẽ nghỉ clip tại đây thôi. Thế mèo chơi cái đấy thì không vào được. Đã thẩm du mà còn chơi cái khẩu đấy. Nó đẩy zombie ác dã man. Không thể làm gì được. Úi rồi. Chạy đường nào. Đấy tầm 4-5 thằng 6 thằng. Nghỉ quá. Thế cầm cái lục vũ sổ ấy nó đẩy kìa. Nó đẩy phải gọi là còn hơn cả zombie V3. Zombie V3 thì như nó cũng đẩy vừa. Cái khẩu này đẩy còn dã man hơn. Rồi ok, cho mình sẽ nghỉ thôi. Rồi chơi như này sâm mạt. Úi rồi, có kìa, có hàng kìa. Hay nhở, 1 phút lơ là và cá bầy phải nằm xuống. Rồi nghỉ thôi. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh.